Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh iCheckVN. Trong clip ngày hôm nay, iCheckVN xin được gửi đến các bạn thông tin báo giá lăn bánh chi tiết của dòng Ford Ranger 2023. Phiên bản Ranger 2023 ra mắt thị trường Việt Nam có đến tận 6 phiên bản khác nhau, lần lượt là phiên bản XL số sàn, phiên bản XLS với hai tùy chọn là số sàn, số tự động và phiên bản Ford Ranger XLT là phiên bản hai cầu. Đặc biệt là cái phiên bản là Ford Ranger Wildtrak 2023. Trong cái clip này, iCheckVN xin được đính kèm cái số hotline bên dưới, các bạn có thể gọi ngay để có thể nhận được cái bản báo giá đặc biệt ưu đãi dịp cuối năm 2022 này để chúng ta có thể đón Tết. Dòng xe đầu tiên là chiếc Ford Ranger XLS 4x2 MT, đây là phiên bản số sàn và loại cao cấp như chúng ta đang xem trên màn ảnh này, thì có giá lăn bánh tại trường Hà Nội là 677 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tại các tỉnh, đặc biệt khu vực phía Bắc sẽ là 670 triệu. Trong khi đó thì mức giá trả góp để lấy biển số Hà Nội là 145 triệu đồng và 138 triệu đồng để lăn bánh tại các tỉnh theo phương án trả góp. Các bạn có thể gọi ngay số hotline bên dưới. Dòng xe này đang áp dụng những chương trình khuyến mãi trong dịp cuối năm đón Tết này, bao gồm trải sàn, cam hành trình, thẻ cứu hộ 3 năm hoàn toàn miễn phí. Và nếu chúng ta quan tâm đến dòng xe Ford Ranger bản XLS nhưng mà số tự động có tùy chọn một cầu thì mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 742 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tại các tỉnh, đặc biệt khu vực ở phía Bắc sẽ là 735 triệu đồng. Trong khi đó thì phương án trả góp chúng ta có thể có cái mức giá tối thiểu lần lượt tại thị trường Hà Nội là 192 triệu và mức giá trả góp cho dòng xe XLS phiên bản một cầu sẽ là 184 triệu đồng. Dòng xe Ford Ranger XLS phiên bản một cầu số tự động này đang có chương trình ưu đãi chính hãng là khuyến mãi trải sàn da cam hành trình thẻ cứu hộ 3 năm hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể gọi ngay số hotline này để chúng ta nhận được cái bản báo giá chi tiết lăn bánh và tổng những cái khuyến mãi của hãng, những cái chính sách có thể giảm giá về tiền mặt. Đây là những thông tin rất đặc biệt thú vị. Riêng phiên bản Ford Ranger XLS 4x4 AT, tức nghĩa là phiên bản XLS 2 cầu, thì chúng ta có cái mức giá lăn bánh tối thiểu tại thị trường Hà Nội phương án trả thẳng là 815 triệu đồng. Mức giá lăn bánh tại thị trường các tỉnh sẽ là 807 triệu đồng và trong trường hợp chúng ta trả góp sẽ là 210 triệu đồng để lăn bánh tại thị trường Hà Nội và 202 triệu để lăn bánh tại thị trường các tỉnh theo phương án trả góp. Dòng xe XLS phiên bản 4x4 AT, tức nghĩa là phiên bản 2 cầu này đang tặng nắp thùng, lót thùng trải sàn da cam hành trình. Đây là những chính sách vô cùng ưu đãi và đặc biệt là trong cái thời điểm tháng cuối năm 2022 này để có thể đón Tết. Dòng xe này đang đủ màu giao ngay và có thể gọi ngay số hotline bên dưới để liên hệ đại lý và thử xe các bạn nhé. Ford Ranger 2023 không chỉ nâng cấp về cái diện mạo ngoại thất hoặc là những cái tính năng nội thất mà chúng ta có thể thấy ngay cả khung gầm cũng đã được thiết kế mới hơn. Ở đây là cái khung gầm mới, các bạn có thể thấy là cái chiều dài trục cơ sở nó lớn hơn, đồng thời là cái góc thoát của chúng ta tốt hơn. Trong khi đó thì một dòng bán tải như chiếc Ranger, chúng ta đang rất quan tâm đến cái khoang chứa hàng, đặc biệt cái cabin chứa hàng phía sau, thì thùng hàng của Ranger đang có cái tổng thể tích tốt nhất trong cái phân khúc của những dòng bán tải thị trường Việt Nam. Các bạn có thể thấy thông số cụ thể đây là 1.233 lít, đây là cái thùng hàng có kích thước tốt nhất. Như vậy để sở hữu dòng xe Ford Ranger, chúng ta có 3 cái phiên bản của dòng XLS, bao gồm phiên bản 4x2 MT một cầu, phiên bản 4x2 AT tức nghĩa là một cầu số tự động và phiên bản 4x4 AT tức nghĩa là hai cầu và số tự động, sẽ có mức giá lăn bánh tối thiểu tại thị trường Hà Nội lần lượt là 677 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Lăn bánh cái phiên bản số tự động cho dòng này hai cầu sẽ là 815 triệu đồng. Các bạn có thể gọi ngay số hotline trong video clip này để nhận được cái bản báo giá lăn bánh chi tiết cho các dòng xe. Còn phần cuối video clip, iCheckVN sẽ được đề cập đến 3 cái phiên bản còn lại, bao gồm cả cái phiên bản cao nhất là phiên bản Wildtrak. Như vậy khi chúng ta đặt lên bàn cân và so sánh với một đối thủ bán tải đến từ Nhật Bản như chiếc Mitsubishi Triton, tất cả các phiên bản bao gồm cả phiên bản cao nhất là Atlas, thì các bạn có thể thấy là Ford Ranger 2023 của cái hãng Ford này đang có tất cả các thông số, bao gồm cái chiều dài tổng thể nè, cái chiều dài trục cơ sở cũng như cái chiều cao tổng thể của xe nó đang to lớn hơn đáng kể so với chiếc Mitsubishi Triton. Và ngay cả nếu chúng ta đặt lên bàn cân và so sánh thuần túy về thông số kỹ thuật, các bạn có thể thấy là cái độ rộng thân xe cũng như là khoảng sáng gầm thì ưu thế vượt trội luôn thuộc về Ford Ranger, không chỉ về cái kích thước thùng hàng, về cái chiều dài trục cơ sở lớn hơn và ngay cả cái khả năng lội nước và cái chiều cao trục cơ sở này thì cũng sẽ lớn hơn. Và nếu như chúng ta yêu thích dòng Ford Ranger và muốn tiếp cận với những cái phiên bản khác, đặc biệt là cái phiên bản số sàn Ranger ông vua bán tải có cái mức giá rẻ nhất, gọi là cái phiên bản XL 4x4 MT, là một cái phiên bản số sàn và hai cầu. Đây là một trong những cái
dòng xe có cái mức giá thật sự ấn tượng. Các bạn có thể sở hữu dòng xe này XL4x4MT có mức giá lăn bánh là 671 triệu tại thị trường Hà Nội. Mức giá lăn bánh tại các tỉnh phía Bắc sẽ là 664 triệu mà thôi. Trong khi đó phương án trả góp sẽ là 144 triệu tại thị trường Hà Nội và 137 triệu để lăn bánh dòng xe này tại trường các tỉnh. Bên cạnh đó, phiên bản cao hơn XLT sẽ có mức giá là 854 triệu và bản cao nhất Wildtrak hiện tại là còn có 997 triệu đồng để có thể lăn bánh dòng xe Ford Ranger Wildtrak 2023 tại thị trường các tỉnh. Các bạn thấy là mức giá này đã rẻ hơn đáng kể, thậm chí là chúng ta có thể gọi ngay số hotline bên dưới để có nhận được rất nhiều những quà tặng đến kèm, và kèm theo đó là những cái chính sách thậm chí có thể giảm giá về tiền mặt. Chúng ta có thể liên hệ số hotline để thử xe, để xem xe và dòng xe này đang đủ màu giao ngay, có thể giao ngay trước Tết các bạn nhé. Còn bây giờ, HHVN xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video clip báo giá tiếp theo cho dòng Ford. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.